Ok, thì hello anh em nha. Đó, mình chuẩn bị đi dùng ơi ha. Các bạn nhớ là ngày 26 nha. Ok, ngày 26 là mình đi á. Mình sẽ chuẩn bị rùa ha, rùa đi về. Còn đây là cái hồ của comment nè. Lấy cho các bạn xem nha. Đó. Ồ, mới vô, mới thay luôn á bạn. Mới thay nước cho nó luôn á. Mà nó dậy nè, vô. Còn là hồ của Bon. Đó, của sọc. Đó, bạn nào mà nuôi con comment cỡ size này comment cho mình biết nha. Mình thì mình mua. Mình nuôi cỡ 1 tháng rồi. Con này, hai con này cỡ 1 tháng nha. Đó, đóng lại nè. Còn con này mình nói lại với bạn là không phải 2 năm đâu. Mình mua từ năm 2019, là từ 3 năm rồi các bạn à. Con này sống khá là lâu rồi đấy. Còn con này thì 2 tháng nha các bạn. Nếu như mà qua tháng 11 á, à lộn, qua tháng 1 á, thì con này sẽ lên được, sẽ lên được 1 tháng, là 3 tháng ha. Là 3 tháng nè. Là con common này nó sẽ được là 2 tháng. Đó. Còn con cá là háng của mình nè. Bạn nào nuôi cá la hán mà biết chuyện lắm á thì bạn chỉ mình giết. Mình cũng không biết luôn, ba mình cũng biết nữa. Nhưng mà ba mình nói là bỏ muối vô thì nó sẽ đỡ. Mà không biết mấy ngày nay không biết nó đỡ không nữa. Đó. Thì cái con này thì nó đỡ hơn miếng rồi các bạn à. Khá là đỡ rồi đó. Nhưng mà hai cái vây của nó bị nắm. Bị nắm hai vây đó không biết nó còn bơi nữa. Nhưng mà hai con đó vẫn còn sống ha. Đây, sâu đây, mình bỏ vô cho nó ăn nè. Đó. Còn là thức ăn cám nè, hộp cám. Còn đây là cái bình để mình đi hứng nước, thay nước cho mấy con rùa. Đó, nè, cái chỗ nuôi tắc kè nè, đó. Rồi hồ cá nữa. Đây, các bạn cũng, các bạn nào mà coi kênh mình á, thì cũng sẽ biết tới cái hồ này chứ gì. Cái hồ này là hồ cá nè. Đó, hồ cá đẹp luôn. Đó. Con cá mồi đi là mình bữa tối mình giới thiệu cho bạn xem đó. Đó là con cá mồi đó. Cá đó nó vẫn sống thiệt chứ. Đó. Hồi bữa tối, à đây, nó đây nè các bạn ơi. Nó đang ở trong đây nha. Còn đây thì nó chạy đâu mất tiêu rồi. À đây nè. Vậy là nó chui xuống ở đây nha các bạn. Đó, mấy cái chỗ nuôi rùa của mình hoặc là cái con gì đó, mình mà đi trên xe buýt ấy, mình không có quay được thì sao? Một cái thứ nhất á là không có mạng. Cái thứ hai là mình quay thôi. Mình quay mình không có đăng lên được YouTube. Mình chỉ để video đó thôi. Mình vẫn quay được nhưng mà mình không đăng lên YouTube được. Là nó là phải có mạng, phải có wifi nó mới lên được. Đó. Mình là hộ comment nè, mình để vậy để khỏi con nào nó bay vô mà. Nhưng có gì đó, mình sẽ quay, tranh thủ quay xong cái clip này mình sẽ chuẩn bị mình cho con này qua cái hồ này, rồi con này qua cái hồ này. Ok, từ từ nha, mình sẽ tầm ngừng, mình sẽ cho nó qua cái hồ này nha. Chút nữa mình sẽ lấy mấy cái này ra mình chạ rửa để cho comment nó vô đây. Đó. Còn đây là mèo của mình nha các bạn. Đó. Đang nằm luôn. Mà con mèo là mèo cái nha các bạn. Đó. Màu tâm thể khá là đẹp. Đó, đuôi nè. Đuôi thì không có dài cho lắm, nó cũng không có đẹp nhưng mà màu khá là đẹp á. Đó. Ok, thì mèo nhà mình khá là đẹp rồi nha anh em. Đó, mèo đẹp. Khá là đẹp. Ba màu luôn nha. Màu vàng, màu trắng, màu đen, khá là đẹp luôn. Đó, đuôi không có dài cho lắm. Thì con này thì nó được người ta cho giờ nó lớn như vậy nè. Đó, to hơn cái bàn tay của mình luôn. Con mèo mà nó phải to hơn bàn tay rồi. Mai mốt không biết con rùa nhà mình thì nó sai bao nhiêu mình chưa có đo lại, tại lâu rồi. Đó nè, đó, nhìn cảnh mặt đó, mắt vàng quá đẹp luôn. Đó, khá là đẹp nha. Ok, mình sẽ quay tới cái hồ tiếp nha. Đó, cái chỗ nuôi nè, nuôi cá nè.
cái chỗ nuôi tắp kè nè, cái chỗ nuôi rồng nam mỹ nè, đó. Đây là chim nè, chim này là chim của ba mình nuôi nha, đó. Chim này thì có cái video cuối cùng á, video cũ á là ba mình quay, đó. Đây là những cái con rùa thì đàn rùa này là của em mình nha, đó. Nó khá là nhỏ luôn á, con này thì mình nuôi từ đó nó chung một con nữa, một con mà mình quay clip từ đó tới giờ đó, nó yếu quá nó chết nhanh luôn, còn con này thì nó quá khỏe rồi. Đó thì con rùa bon là nó bên đây nha các bạn, đó bon nè, đâu à, đây nè, nó đây nè các bạn, đó bon nè, còn đây là hồ comment, đó làm lọc nước khá là đẹp. Chặn cái này lại để thôi là con cá bên đây nó cắn lộn nữa, đó khá là đẹp luôn. Đó, ra hồ nuôi rùa cũng đẹp nữa. Nhưng mà mình về quê mình sẽ không đem cái hồ kính này về đâu. Cái hồ này khá là nặng, mình chỉ đem hồ nhựa về thôi, nó nặng lắm. Cái hồ nhựa cỡ cái hồ nhựa như tông này nè các bạn. Các bạn nào mà nuôi hồ nhựa như tông nha, ok bye bye các bạn nha.